Ông xin đưa kính chào quý bà con, quý công việc các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ bảy ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 8 Tết. Thì đầu năm mình cũng xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh bước sang năm mới thì sẽ có nhiều thành công, thắng lợi, luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin đưa kính chúc cho toàn thể của các nông dân đang trồng thanh long, đang chuẩn bị thu hoạch thanh long thì bước sang năm mới 2024 này thì sẽ luôn luôn thu hoạch được những vụ mùa thanh long thật là bội thu, trúng mùa và trúng giá. Kính thưa quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục đang duy trì ổn định. Đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ thì đang có mức giá cũng tạm ổn. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây từ loại 1 dao động ở mức từ 20 đến 21 ngàn, từ 30 đến 31 ngàn. Loại 2 là 26.000, loại 3 là 21.000, còn loại 4 dao động ở mức từ 15 đến 16.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha bà con. Mình xin nhắc lại, đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá thương lái thu mua tại vựa. Còn là thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Từ 2 đến 3 ngày đầu ký tùy theo từng nơi. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 18 đến 19 ngàn, hàng sàn dao động từ 16 đến 17 ngàn. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 8 đến 9 ngàn tại khu vực miền Tây. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ, ruột trắng ở khu vực Bình Thuận, thanh long ruột trắng khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động ở mức từ 16.000, 17.000, 18.000, bò sàn từ 4, 15, 16. Còn hàng dạt của thanh long ruột trắng thì dao động ở mức từ 8 đến 9.000, giá tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực miền Tây thì khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động ở mức từ 30, loại 2 là 25, còn loại 3 dao động ở mức từ 20. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký.